tâm trạng của mình bây giờ là đang rất là đón chờ, mong chờ cái sản phẩm để được chiêm nghiệm người đàn anh trong nghề, để có gì học hỏi những cái tác phẩm hay. Nói chung là vậy, nói chung cũng không biết nữa, phải coi xong mới biết được. Không thì là một người không biết tưởng tượng đâu. Thì chắc là đó, trên poster thì chắc là cưới nhau, chắc là hai anh con trai nó cưới nhau. À, hy vọng cái sản phẩm của anh Dennis cũng như anh Trung Quân ra mắt thì sẽ được đông đảo khán giả yêu mến, nhiều view, thành công quyết liệt. Thì nhân rất là đồng nghiệp mà mọi người cứ chọc hoài luôn á, tại vì cái việc mà đi ăn là tự nhiên phải trả nợ nữa, vì có nợ nên phải trả nợ chứ. Còn ăn thì cũng tôi hôm nay như nào thì cái đó không biết. Mà sao mọi người hỏi cái đó là em đã nói em trả nợ rồi mà. À, đáng lẽ là ngày 31 nhưng mà Hiền nói là hơi kẹt xe lắm, ăn ngày 30, tại vì 31 là người ta bắn pháo hoa thì rất là kẹt xe, nên Hiền đi ăn ngày 30 rồi cho xong cho đừng nợ qua năm mới nữa, nợ năm này trả năm này luôn đi. À, thôi ai cũng có tuổi thơ, ai cũng có thời thơ dại gì, một lần thôi, một lần mình thơ dại thôi chứ. Rồi thực ra dự án thì Hiền là một người rất là nghĩ là khi mình làm xong rồi mới bật mí được. Còn cái việc mà năm 2019 đúng không, thì cũng có một số điều Hiền đã đạt được, còn một số điều thì lại chưa. Những cái kỳ vọng của bản thân mình có những cái mình chưa đạt được như mong đợi, thì năm 2020 Hiền sẽ cố gắng để đạt được và nắm lấy những cái cơ hội. À, về ăn Tết chứ chị, về ăn với gia đình chứ, tại vì thật sự thì tiền thì ra năm kiếm cũng được, như Tết thì chị mỗi năm chỉ có một lần, nên chắc chắn là chị sẽ về quê ăn Tết, ăn xong nói chung là phải về tất niên nè, gói bánh tét, đi chùa tảo mộ xong xuôi, thích làm gì thì làm. Nấu ăn thì được chứ gói bánh tét thì sợ không khéo, tét thì có. Kiểu truyền thống, tại vì đó là cái mà đặc sắc nhất của người Việt Nam, thì vẫn thích lì xì, vẫn thích đi chùa, vẫn thích kiểu tấu hoa các thứ, nói chung là tâm hồn vẫn rất là truyền thống. Ôi, thích cũng không được chị ơi, năm tự nhiên 2-3 năm nay Tết nào về cũng phải lì xì hết, chắc có được ai lì xì đâu. Vậy gì? Có ok. Vậy có lo lắng về ngày Tết không? Tại vì mình sẽ tốt không? Thì gì Tết chị em nó cũng có được cơ hội để mình lì xì, giờ mình còn sợ nữa thì nó lấy tiền nó mà chị em nó thích, rất thích lì xì. Thôi kệ, làm niềm vui cho nó không được lì xì ít thôi. nhưng mà có kỷ niệm gì về ngày Tết mà Hiền muốn chia sẻ với mọi người? Hiền muốn chia sẻ là Hiền muốn chia sẻ là Tết thì Tết hồi còn bé thì lượm được 5.000 gói trong ba lì xì, nhiều kỷ niệm lắm. Mà thật ra Hiền là một người chỉ nhớ ngắn hạn á, nên là cũng không có nhớ được nhiều. Nói chung là Tết thì vẫn trên trán nó có một cái sẹo, là lượm tờ 5.000 đó xong thì đi mua cái bong bóng bay, xong rồi nó bị bay lên, xong Hiền nhảy lên, Hiền chụp thì cái đầu đập vô cái mũi bàn. Nói chung là đây có một cái sẹo rất lớn, nhưng mà Hiền nghĩ là cái gì tốt khoe xấu che đi chị á. Lấy chồng đâu, nghe nói là con chưa có người yêu thôi, khi nào lấy chồng con báo. Mấy cô phải làm gì. Nhân dịp năm mới thì Hiền Hồ muốn gửi lời chúc đến tất cả cô chú bác anh chị trên toàn Việt Nam có một cái Tết cổ truyền vui vẻ, ấm áp và một cái Tết đoàn viên hạnh phúc. Thank you.
Xuân Quân cũng như là anh Dennis sẽ đưa đến cho mọi người, nên là mình sẽ em vào xem, và sau khi xem xong em sẽ đưa cảm nghĩ của mình về cái MV Canh Ba. Cái MV Canh Ba đang rất là được mong đợi, ngay cả về phần nội dung, phần bài hát thì không biết sau khi bài hát ra MV mình sẽ cover bài hát. Đợt trước khi mà anh Trung Quân có ra bài Tự Tâm thì là em cũng có quay clip cover rồi, nhưng mà em không biết sao lại không up bản cover đấy, nhưng mà em chắc chắn là với bản Canh Ba khi em đi gọi cho Trung Quân ra thì em sẽ up clip cover bài Canh Ba. Hỏi một chút về chuyện ca hát năm vừa rồi, em rất là thành công các bạn cover nhà đâu thế, tại sao đến tận bây giờ em vẫn chưa ra mắt một clip hay là MV nào khác? Thật ra là các fan của em cũng đã lên sẵn rồi, và cũng như là các cái hoạt động và dự định cũng đã xong xuôi hết rồi, và em chỉ cần khi mà qua năm mới và sau đó thì em sẽ cho ra mắt sản phẩm của em, và em mong được mọi người đón nhận và chờ em vào năm 2020 thôi ạ. Thời gian vừa qua em khá là im hơi lặng tiếng, và em năm 2020 của một Linh Ca sẽ như thế nào? Thật ra là Linh Ca của năm 2020 em chưa biết là em sẽ được mọi người nhìn nhận ra sao, nhưng mà em sẽ phải trưởng thành hơn và thay đổi, tiến bộ nhiều hơn từ hình ảnh, ca nhạc cũng như là mọi thứ về bản thân em, để mọi người có một cái nhìn tốt hơn về em trong năm 2020. Sẽ có được kết hợp với một nam nghệ sĩ nào không, Lưu Biêu chẳng hạn? Thật ra là em cũng rất là mong muốn nếu mà có được sự kết hợp với các anh chị ở trong nghề lớn hơn hay là có kinh nghiệm hơn thì em rất là muốn được kết hợp, cũng không có việc gì phải ngại. Còn với Quy thì cũng như em thấy là nếu mà được kết hợp với các anh chị có kinh nghiệm hơn thì em sẵn sàng, em rất là happy với điều đó. Một câu hỏi, cháu thì sắp đến Tết này có thể gửi lời chúc Tết đến các bạn độc giả được không? Sắp đến năm 2020 rồi, năm 2019 đã đi qua thì ca xin được gửi lời chúc an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào, và mong rằng năm 2020 sẽ là một năm cực kỳ nhiều may mắn, thành công đến cho tất cả độc giả của Nhiều An và những ai đang xem video clip này. Cảm ơn em. Bye bye. Và hiện tại thì mình đang có mặt tại buổi họp báo ra mắt MV Canh Ba của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân. Thì rất là tiếc, trong hai lần ra mắt MV lần trước là lần Tự Tâm thì mình lại không có mặt được. Nhưng mà hôm nay thì mình đã may mắn là có mình rảnh được và đến đây để tham gia họp báo của anh Quân. Thì thực sự là không khí ở đây đang rất là vui, mọi người đang rất là đông, fan đang có mặt ở đây để tất cả mọi người đều đang chờ đón, để cùng nhau đón chờ Canh Ba của ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân. Và hy vọng là sản phẩm lần này sẽ mang lại một cái điều bất ngờ lớn, cũng như những sản phẩm trước thì sẽ mang đến một cái màu sắc rất là mới lạ cho làng nhạc Việt Nam trong những ngày tháng cuối năm, ngày tháng đầu năm mới chứ. Thật ra là mình có cơ hội được quen với cả anh Quân khá là lâu rồi, từ hồi mình mới bước chân vào Sài Gòn cơ, thì anh Quân là người một trong những người đầu tiên mà giúp đỡ mình rất nhiều hồi mình mới chuyển vào Sài Gòn. Và gần đây thì hai anh em hơi bận nên là không chơi với nhau được nhiều như trước, nhưng mà hôm nay thì có gì thì mình vẫn đến để chung vui cùng với cả anh Quân trong một ngày rất là trọng đại này. Tất nhiên là mình sẽ Tự Tâm rồi, và mình nghĩ là cốt truyện của Canh Ba thì mình nghĩ là sẽ theo như cái teaser một nhá, thì chắc là mình nghĩ là sẽ nhờ một ông thầy pháp sư nào đó, xong rồi sẽ gọi lại anh Đen từ dưới nước lên sang, chắc thế. Tại vì anh Đen trong phần trước thì đã bị chết rồi đúng không? Thì mình nghĩ là trong phần này thì anh Đen sẽ được triệu hồi lại lên một lần nữa. Thực ra là mình nghĩ đây là một chủ đề rất là mới, và nó là một cái chủ đề rất là táo bạo. Nhưng mình nghĩ là lần này thì anh Quân làm nó rất là thành công, khi mà truyền tải được một cái góc nhìn đến cái vấn đề LGBT nó rất là nhẹ nhàng, và có khi là nó còn rất là đẹp nữa. Dự án trong 2020 thì cho phép mình xin được giữ bí mật, thì mọi người hãy cùng nhau xem là năm sau mình sẽ có gì nhé.